bào ngư di cá. Trời ơi, sơn hào hải vị. Thế giới này nó nuôi con người bằng cái gì mà cao dữ vậy trời? Rồi em tưởng tượng mà anh Đức anh lên đứng giữa đó là sao ta? Đương nhiên anh là một cái điều nổi bật nhất đúng trong rồi, đám hay. Đúng không em? Quá tuyệt vời luôn. Em đừng có hết lần này tới lần khác nâng bạn anh lên như vậy nha. Không, lúc nào cũng nâng nha. Bởi vì anh Đức đứng vào đó anh Đức là người đặc biệt nhất. Trong mắt em nhân cách của anh Đức nó cao hơn cái chiều cao anh Đức rất nhiều luôn. Đức ơi, đập tay đập chân chi vậy được. Đáng lẽ còn đập là đập vô mặt chứ đập tay đập chân gì. Sát ra đây à? Sát ra đây. Đó. Trời Tú ơi, anh hỏi thật em. Hồi nãy em bảo là em tự tin lắm. Bây giờ em nhìn dàn này với còn tự tin không Tú? Em vẫn còn tự tin chứ. Em vẫn tự tin mà. Lạc hết cả giọng đi vậy. Lạc giọng đi. Em có đủ tự tin nói rằng mình sẽ có thể chiếm cái thượng phong? Thật ra tự tin thì em bất cứ một ai đứng trên đấy thì em cũng nghĩ rằng em sẽ tự tin. Ủa sao mà cái tông nó hạ thế em hả? Nóng, nóng. À nóng quá à. Lần sau mình tháo cà vạt ra khi theo chương trình nhá. Chúng ta cùng nghe thiếu nữ Hãm Phanh nói nè. Ủa sao nó là Hãm Phanh? Hãm Phanh lại gấp, trên cái đường nó dốc quá. Thiếu nữ Hãm Phanh là em đó cưng. Ừ. Tại vì là khi mà Tú nói là em nghĩ anh này độc thân thì bạn cần gật đầu. Vậy em nghĩ đó một chút thì excuse bạn me, độc thân. Ta cũng muốn thắng hết. Khi nói gì tốt thì ta ta hay gật đầu lắm yêu. Vậy hả? Vậy thì bạn này là một thứ hai này đi. Ô em thay đổi một cách mà nó có cơ sở luôn yêu ạ. Em đừng hoang mang. Chỉ biết là anh Tú này xong rồi em đã hoang mang rồi. Giờ Miu em cũng hoang mang. Sao chị biết em hoang mang? Đừng lo nha. Em coi đi chị tăng hình chị không có tồn tại đây nha. Không sao bé, nhiều khi tập tạo quá nó bị gồng á, cái dây thần kinh nó siết lại nó không sao. Tùy, mình cứ bình tĩnh. Nhưng mà sao kiếm được một cái dàn mà nó đều tăm tắp về trời. Trời ơi, đẹp quá đẹp. Miu Lê, anh biết nãy giờ em đeo cái niềng đó là để em ghìm em lại. Kiểu dòng kim cô của Tài Thiên đó em. Anh ác lắm luôn á. Anh biết mà. Mẹ em nhà niệm rồi nha. Không Miu, nhưng mà bây giờ quên mẹ ở nhà. Anh nắm tay em. Em nắm. Ủa em đang nắm đấy hiện được đấy cái hiện trường này. Em không có gì mạnh của cái này là ai nắm mày. Cái này là đàn ông nặng tại vì cái thiện phải để cái tay lên đây đâu vô khớp đúng nè. Tại vì như nào nếu phụ nữ nắm thì nó phải là vậy nè. Thí dụ đâu bạn nó phải quặp cái này là bỏ cái này đây để đây đặt cái tay này khớp đi nó y chang không khác gì nhau nha. Không khác gì nhau y chang mà vậy đó cái gì vậy vậy đó cái gì vậy. Bây giờ Miu tạm thời quên cái lời đúng mẹ rồi, đi. Thì ở trên này có gu của Miu không nè? Dạ có. Ngay mấy cái mắt là gợi ý thôi, em gợi ý thôi, chúng tôi sẽ đoán. Nó không hẳn là gu em nhưng mà nó xương xương không xương biết. Xương được, ngay mắt thì biết nào. Đó. Rồi, biết rồi. Bốn. Số 2. Số 4. Ai nhưng mà xương xương thôi nha, có chút xíu thôi nha. Tại người đó em cũng thấy quen rồi nha, em có gặp ở đâu rồi vậy đâu. Có quen em là có từng quen nhau rồi. Tay qua đây nữa. Ý anh khều cái gối. Có phải là em gặp cái người đó trong phòng tập tạ nam không? Đeo niềm rồi mình cười tém lại bé. Dạ dạ dạ. Anh diễn ra một cái viễn cảnh nha. Người đó chăm sóc, xong bạn giúp người đó luôn. Đúng luôn. Nào giờ. Đúng không vậy? Yeah. Sao bé? Bạn bị tai nạn giao thông, bạn cô đơn ở đất nước mình vậy nè. Chỉ xuất hiện một người ai chăm sóc á, thì bạn giúp luôn người đó. Cái điều đó cũng có thể đúng. Nhưng cái mé giúp, giúp là nó nằm màu tím nhiều hơn. Có nghĩa là một chàng trai vào chăm sóc. Đúng nào? Rồi. Ôi thôi chết. Nữ mà chăm sóc nam mà người ta có mạnh dạn để nhào vô chăm sóc tận tình không? Xong giúp luôn. Em hiểu chưa? Ôi có năm tay nữa rồi. Y tá. Là như nào, cái đoạn này là như thế nào nhờ chưa hiểu. Từ hồi nãy tới bây giờ tôi thấy rất nhiều lần hai anh chị nghệ sĩ giao tình với nhau. Không, em bóc anh, em cứ bóc vô anh. Bây giờ bình tĩnh là phải là như thế Miu nào. Ơi, em đã dần quên hết những gì mẹ dặn. Bình tĩnh em, anh biết gu của em là Đức nhưng bình tĩnh em. Bình tĩnh. Em có một sự đề phòng nào với anh luôn. Sao em cứ bạ rồi em chụp của anh vậy? Em không xem anh là đàn ông luôn. Dạ, em cứ chụp. Chán em kìa. Cái tay nè.
Nếu mà hai màu xanh thì sao? Hai màu xanh thì xong chương trình mình đi về thôi. Chắc chắn sẽ về, nhưng mà trên sân khấu sẽ có hai nữ chính. Có hai nữ chính. Chị nghĩ là chị hả? Đây, đây, cô bé hãm phanh, đây. Cô bé hãm phanh nha. Có từ hãm trong đó, tội nghiệp em quá à. Giang, khi mà Giang nói đó là mình thấy đúng ý mình muốn nói luôn á. Nhưng mình rất là muốn cho anh đó với bạn mình có cơ hội. Đúng không, đúng không? Mình càng muốn cô gái hạnh phúc, mình càng phải khó tính, phải khắt khao, đúng không? Anh, em rất là phương phân hắn này nè anh. Anh không cãi nha, anh chưa bao giờ cãi. Anh không biết được cái lộ gì đâu, không quay được gì hết. Anh hiểu, anh chưa bao giờ cãi em. Đừng bao giờ cãi Miu nha. Nó quay qua nó cầm như nè, giống kiểu nè. Ê anh, em của anh hai này nha. Anh không quy định cãi luôn á. Em quay đó thiệt. Tôi sơ hở nãy mà tôi vừa nói sai nó tán như mặt tôi liền, tôi cảm giác gì luôn á. Mà em thấy là Giang phân tích cái màu này cực kỳ đúng luôn, chính xác luôn. Nhưng mà em thề là em muốn. Dạ em cực kỳ muốn này. Bây giờ đi muốn gì giờ đấy bạn. Hồi nãy tôi cũng nói bạn là tôi muốn này, nhưng mà giờ tôi cũng muốn nữa đây, muốn hai lần nha bạn, đừng nói tôi lương lẹo nha. Ủa người ta quan tâm ở đây em ơi. Mày không ai nói gì em. Nè, hồi nãy nè, cái mặt nhỏ đang đứng nè, thấy không? Nãy giờ nói tới số 4 rồi, quan ở đâu? Nãy giờ thấy không? Đang đứng, đang buồn ngủ. Rồi được, dưới Đức nói lại coi. Bạn ơi, mình mặc dù mình hồi nãy mình nói bạn rồi, bây giờ mình vẫn nói bên này. Nè, tiếng lòng mà, tiếng lòng nữa nè. Anh ra ngủ tao đâu nói không? Tôi phải công nhận là bà tham gia show, bà hay áp đặt người khác là nói bà, chứ người ta không có nói. Khán giả ơi, khán giả bình chọn đi, nữa nói tới sáng đó, bình chọn đi. Màu này đây, đúng không? Rồi. Này đây, thôi màu này bà hỏi này đây. Sao bà? Sao đây? Chương trình nào quý vị cũng gặp, những khi muốn không gặp cũng không được, thưa quý vị. Ca sĩ Hương Giang. Con này rất là nền nã, áo truyền thống Thái Lan cách tân. Người thứ hai, thưa quý vị, là một anh chàng rất đẹp trai đã từng đối chồng với Trấn Thành trong bộ phim Cua Lạy Vợ Bầu, thưa quý vị, nam diễn viên Anh Tú. Một cô gái rất là mạnh mẽ, nhìn mỏng manh nhưng mà không hề mỏng manh mà lại mạnh mẽ, thưa quý vị, đó là ca sĩ Millie. Vâng, và thưa quý vị, nam thần, người đàn ông được nhắc đến mọi thời đại, thưa quý vị, niềm tự hào của mọi chị em phụ nữ, cục hấp dẫn quyến rũ nặng nề mà ai cũng muốn mang về nhà, thưa quý vị, nam diễn viên nam thần Anh Đức. Ngày vô tình Anh Đức lại ngồi với Miu Lê cơ chứ. Bình thường nghe nói ngày xưa Anh Đức là thích hiền hồ, rồi sau lúc mà Miu Lê thì tóc ngắn thì người ta cũng bảo là ngồi với Miu Lê giống nhau. Thì không biết là trước đó Anh Đức có bao giờ thích Miu Lê chưa? Vấn đề là tại sao lại nói là nghe nói? Tất cả những cái đó là do một cái miệng đó nói, cái miệng đó nói ra chứ không nghe ai nói hết. Đúng không? Ủa nghe ai nói ở đây? Ôi nhưng mà thấy đi ăn đi uống thiệt mà. Trời ơi, Giang đúng không? Nhiều khi nói ra cái thấy tội nghiệp tôi. Ai nói rồi tôi học lợi, rồi cái nói từ cái miệng của tôi, rồi đâm ra ai nghĩ tôi nhiều chuyện. Quý vị ơi, tôi có gia đình rồi, tôi sống tử tế lắm. Đâu ai nói gì, không dám nói gì hết. Có thương Miu Lê không? Hồi xưa có bao giờ trong một phút chốc nào đó mình để ý Miu Lê không? Để nét giống giống nhau cái style đó. Khẳng định luôn đúng không? Khẳng định luôn với mọi người là anh với em chưa từng có những cái tiếp xúc hoặc là những cái mà tiếp xúc với nhau để mà kiểu tán tỉnh đúng không? Đúng mà có, không sao mà. Người ấy là ai? Bước qua hai mùa với 29 tập phát sóng cùng vô vàn cung bậc cảm xúc. Và nếu mà ngày hôm nay em không chọn anh thì anh cũng sẽ chờ em. Lễ thành hôn của cặp đôi Cẩm Tú và Thiên Nguyện đã phần nào khẳng định được sứ mệnh của chương trình. Đón xem Người ấy là ai mùa 3 lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel.